Thời gian qua xuất hiện tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở tại các cửa hàng, nhà hàng hoặc điểm thanh toán để dán đè lên hoặc đặt biển có mã QR của tài khoản giả mạo. Khách hàng sau khi mua hàng hoặc ăn uống sẽ quét mã QR để trả tiền cho chủ cửa hàng, nhưng thực chất là tiền được chuyển về tài khoản của kẻ lừa đảo qua mã QR giả mạo này. Để tránh mất tiền oan, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân luôn kiểm tra lại thông tin số tài khoản tên chủ tài khoản với chủ cửa hàng quán ăn khi thực hiện quét mã qr để trả tiền đồng thời chủ cửa hàng cần ra soát các mã qr để chuyển tiền mặt đặt tại cơ sở của mình nhằm kịp thời phát hiện và gỡ bỏ mã qr giả mạo